Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VietTV. Thưa quý vị khán giả, không có ngôn từ nào, bài viết nào phản ánh hết cảm xúc của người dân Việt Nam trong những ngày quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản thân VietTV dù đi làm nhưng tâm trí vẫn hướng về những thông tin xung quanh việc chuẩn bị tang lễ Tổng Bí thư. Thưa quý vị, sau khi tối hôm qua trở về nhà, VietTV rất xúc động khi chứng kiến một cháu bé khoảng 6 tuổi đang xem TV lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cháu chỉ lên TV nói với mẹ rằng, kia là bà Mận, vợ của ông Trọng đó. Ông Trọng mất rồi, bà Mận đang buồn lắm, con cũng rất buồn. Ông Trọng là học trò ngoan của cụ Hồ nên có nhiều người đưa tang. Thật đặc biệt đúng không thưa quý vị? Những hình ảnh xúc động về lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện đang lan tỏa trên không gian mạng đã phản ánh tất cả những gì mà một cháu bé 6 tuổi cảm nhận được. Theo VietTV, những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các thế hệ lãnh đạo Việt Nam để lại không những là tư tưởng, tinh thần, lý luận mà những hình ảnh thước phim trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là di sản quý giá của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Tất nhiên trừ các cá nhân băng đảng chống cộng đang âm mưu lật đổ nhà nước Việt Nam. Cũng trong những ngày này, băng nhóm Việt Tân từ Lý Thái Hùng đảng trưởng cho đến những tên đàn em đã liên tục viết bài xuyên tạc, bôi nhọ một cách mù quáng, hèn hạ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. VietTV sẽ làm video phản biện chúng ở những video khác. Còn trong video ngày hôm nay, VietTV sẽ cùng quý vị tìm hiểu đôi nét về điếu văn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Chủ tịch nước Tô Lâm đọc. Và thưa quý vị khán giả, theo VietTV, bản điếu văn có rất nhiều thông điệp. Trước khi vào nội dung, cá nhân VietTV xin bày tỏ lòng tri ân, biết ơn về những công lao to lớn của các thương binh liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh giành độc lập bảo vệ Tổ quốc. VietTV cũng xin thay mặt quý khán giả bày tỏ lòng tri ân và biết ơn này. Hôm nay là ngày 27 tháng 7, một ngày lễ vô cùng ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Nỗi đau mất nước bao trùm hầu khắp toàn bộ người dân Việt Nam, chỉ trừ những kẻ làm tay sai cho chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân thực hiện các cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi Việt Nam. Trong cuộc chiến này, nhiều gia đình đã mất đi cả chồng và con. Nhiều người vợ trẻ chỉ hưởng hạnh phúc vẻn vẹn trong một ngày. Những ngày đầu kháng chiến, người chiến sĩ đã phải chịu đựng muôn vàn hy sinh gian khổ, thiếu thốn. Ngày 17 tháng 11 năm 1946, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã có buổi quyên góp quần áo, mũ cho các chiến sĩ ngoài mặt trận. Mở đầu cuộc vận động mùa đông binh sĩ, mục đích là quyên góp quần áo, giày cho các chiến sĩ ở ngoài mặt trận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ. Thưa quý vị, số người bị thương, hy sinh tăng lên sau từng ngày chiến đấu. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước đã đề ra chính sách kịp thời về thương binh liệt sĩ nhằm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình ngay trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến. Ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ. Một cuộc họp có nhiều đoàn thể diễn ra vào tháng 6 năm 1947. Sau khi xem xét ý nghĩa tầm quan trọng, hội nghị đã quyết định lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 làm ngày Thương binh Liệt sĩ toàn quốc. Tại cuộc họp này, hội nghị đã đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ đã gửi tặng quỹ một chiếc áo lụa, một tháng lương. Và hàng năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư, quà thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn, phải hết lòng giúp đỡ gia đình liệt sĩ. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, ngày 27 tháng 7 chính thức trở thành ngày thương binh liệt sĩ của cả nước. Ngày lễ ý nghĩa này đã giáo dục tinh thần yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
làm cho mọi người dân nhận thức và trân trọng công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương binh, những người có công với nước, biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành động thiết thực. Các thế hệ người Việt Nam sẵn sàng noi gương cha ông để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Cá nhân Việt TV cho rằng những người giữ vai trò lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cao nhất, phải gương mẫu nhất trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đền ơn bằng hành động cụ thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, làm gương là cách tốt nhất để giáo dục. Với tấm gương đạo đức sáng ngời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rèn giũa xây dựng một thế hệ lãnh đạo được gọi là thế hệ vàng, thế hệ Hồ Chí Minh. Thời gian trôi đi đã trải qua gần 80 năm kể từ ngày thành lập nước. Sự chuyển giao lãnh đạo đã qua mấy thế hệ do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân buông lỏng lãnh đạo. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao. Hậu quả của việc này xấu đến mức có thể tác động sự tồn vong của chế độ. Người cộng sản chân chính Nguyễn Phú Trọng đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn nạn này. Việc thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố then chốt để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại dấu ấn cực kỳ đậm nét khi ông đảm trách nhiệm vụ người quyền lực nhất của Việt Nam. Việt TV cho rằng di sản về lý luận cũng như thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nền móng vô cùng vững chắc cho thế hệ lãnh đạo nối tiếp. Cá nhân Việt TV có một niềm tin rất mãnh liệt, nếu Chủ tịch nước Tô Lâm bầu chính thức làm Tổng Bí thư Đảng, sẽ kế thừa và phát huy hơn nữa những gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang làm và mong muốn thế hệ sau làm tốt hơn. Việt TV nghĩ rằng lòng dân là thước đo khách quan chính xác nhất để đánh giá tài năng đạo đức của cán bộ. Qua lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ai cũng nhìn rõ điều đó. Sở dĩ Việt TV tin tưởng mãnh liệt vào Chủ tịch Tô Lâm là dựa vào nhiều yếu tố, trong đó có điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việt TV đã nghe nhiều lần bản điếu văn này. Văn từ nội dung trong điếu văn do Chủ tịch nước Tô Lâm đọc, Việt TV cảm nhận đã thể hiện sự kính trọng tuyệt đối của cá nhân Chủ tịch Tô Lâm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vừa thể hiện tình đồng chí trong đảng, vừa thể hiện tinh thần suy nghĩ của một cán bộ cấp dưới, có những nét mang hồn cốt bản điếu văn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Việt TV cảm nhận và suy luận chủ quan rằng Tổng Bí thư Lê Duẩn đã kế thừa phát huy và thực tế đã xứng đáng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Tô Lâm sẽ phấn đấu vừa là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa là học trò xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việt TV cũng suy luận chủ quan rằng Chủ tịch Tô Lâm có điều kiện thuận lợi hơn Bác Trọng bởi những gì khó khăn nhất Bác Trọng đã làm rồi. Đó chính là lý luận, đó là vạch ra con đường đi, đó là sự đoàn kết, sự thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo. Như chúng ta đã biết giai đoạn đầu, Bác Tổng Bí thư của chúng ta đã rơi nước mắt trước tình hình một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái, và để có được kết quả như hiện tại, Bác Trọng đã phải lao tâm khổ tứ, làm việc đến hơi thở cuối cùng. Để cao danh dự của con người nói chung, cán bộ nói riêng là quý hơn tất cả. Tứ trụ vi phạm vẫn về vườn như thường là một tiền lệ chưa từng có trong đảng. Và tiền lệ này sẽ là một điều kiện hết sức thuận lợi để Chủ tịch Tô Lâm tiếp tục công việc đốt giặc nội xâm. Việt TV cho rằng đại đa số người dân Việt Nam đều lo lắng, băn khoăn và mong muốn điều đó nhất. Mặc dù quý vị đã nghe trọn vẹn nội dung điếu văn, nhưng Việt TV vẫn xin trích lại một số đoạn mà Việt TV cho rằng đây là thông điệp của Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt TV xin trích. Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của đảng, nhà nước và nhân dân ta. Hiện thân đầy đủ phẩm chất tài năng, bản lĩnh trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn, không thể bù đắp được của đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Đất nước ta mất đi một nhà lãnh đạo tài năng, phong trào cộng sản tiến bộ thế giới mất đi một nhà lý luận sắc bén, bạn bè quốc tế mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết.
gia đình dòng tộc quê hương Đông Hội mất đi người con ưu tú. Thưa quý vị, đánh giá này hoàn toàn đúng thực tế, đúng lòng dân. Tất nhiên trừ những người bất mãn với chế độ, thể hiện sự ghi nhận biết ơn của đại đa số cán bộ đảng viên, người dân Việt Nam, trong đó có cá nhân Chủ tịch nước Tô Lâm. VTV xin trích tiếp. Đồng thời mở ra chương mới trong quan hệ giữa nước ta với đối tác quốc tế, thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia. Thưa quý vị, điều này cũng vô cùng chính xác. Các nguyên thủ chính trị quốc tế cũng đánh giá và ghi nhận điều này. Hoa Kỳ và Ngài Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã khẳng định dấu ấn riêng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những người quan tâm tới thời sự chính trị đều cảm nhận rất rõ hiệu quả của chủ trương đối ngoại những năm gần đây. Chính sách ngoại giao cây tre đã phát huy cao độ hiệu quả này. Chủ trương này có đóng góp rất lớn công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được xây dựng trên nền tảng tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, VTV xin trích tiếp. Mãnh liệt truyền cảm hứng, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân bằng trí tuệ, tinh thần nhân văn, nhân ái cao cả, bằng ý chí, quyết tâm mạnh mẽ, bằng nhân cách và danh dự người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, với tâm niệm danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Nhà lãnh đạo kiên trung Nguyễn Phú Trọng đã không ngừng xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, chống tham nhũng tiêu cực trong đảng. Đây là cuộc chiến chống giặc nội xâm vô cùng gian nan vất vả, làm cho đảng ngày càng trong sạch, khẳng định vai trò tiên phong bản lĩnh trí tuệ để đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Bản thân VTV rất tâm đắc với nội dung này, thưa quý vị, và xin được trích tiếp. Quân đội, công an đoàn kết gắn bó như hai cánh của một con chim, như thanh kiếm và lá chắn, chung sức đồng lòng, phát huy vai trò tiên phong của nền ngoại giao toàn diện, hình thành và lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghệ thuật ngoại giao thời đại mới, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, trên cơ sở cốt cách con người Việt Nam, dĩ bất biến, ứng vạn biến, hòa hiếu, lấy trí nhân thay cường bạo. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, Việt Nam trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm trên trường quốc tế, không ngừng hội nhập sâu rộng, toàn diện vào nền chính trị quốc tế, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại. Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Trọn cuộc đời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc bằng một tinh thần ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại khó khăn, mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, làm đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực, sáng ngời đạo đức cách mạng, trong sáng, trí công vô tư, lối sống giản dị, liêm khiết, chân thành, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, sâu sắc, quyết liệt, nhất quán giữa nói và làm, là hạt nhân quy tụ đoàn kết, thống nhất trí tuệ của toàn đảng, toàn dân. Chúng ta thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao cống hiến vô cùng to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Vĩnh biệt đồng chí, nhà lãnh đạo kết tinh phẩm giá nhân cách của Đảng, hiện thân của hòa bình, thống nhất và tiến bộ. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn: nếu là người, hãy là người cộng sản. Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn. Đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị khán giả, VTV tin tưởng rằng quý vị cũng như VTV không thể không lạc quan, không thể không có niềm tin mãnh liệt khi đọc kỹ và suy ngẫm từng câu, từng chữ, từng nội dung trong bản điếu văn của Chủ tịch nước Tô Lâm. Vô cùng chặt chẽ, cụ thể, đầy đủ, đúng thực tế.
mục tiêu phấn đấu để Đảng Cộng sản thực sự là đạo đức, là văn minh. Rồi Đảng thực sự trong sạch vững mạnh đã được Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Điểm mà VietTV chú ý nhất, tâm đắc nhất là Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt toàn Đảng cũng như tư cách cá nhân hứa trước anh linh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. VietTV coi đây là một lời tuyên thệ thiêng liêng, trách nhiệm. Công việc của Tổng Bí thư chắc chắn nặng nề, khó khăn hơn nhiều vai trò bộ trưởng của một bộ. Phải nắm rõ, hiểu rõ, bao quát toàn bộ từ chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Phải có khả năng điều hành Trung ương, điều hành Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tinh thần dân chủ, là hạt nhân trung tâm của sự đoàn kết. Đồng thời phải cần có khả năng quyết đoán kịp thời, chính xác khi tình hình đất nước, khu vực cũng như trên thế giới có những biến động bất ngờ. Là người dân, chúng ta cùng nhau tích cực ủng hộ chủ trương chính sách của nhà nước dưới sự lãnh đạo của thế hệ được gọi là học trò của người Cộng sản chân chính Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thân ái kính chào quý vị khán giả của VietTV.